thì cũng đã ba thì mất rồi, còn mẹ thì đã chia tay ba từ đó giờ cũng mười mấy năm rồi. Anh Lâm sống nhờ cái gồng gọc tự chế như thế này. Xa thì sự giúp đỡ của bà không còn lắm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Ngày hôm nay là một trong những ngày cận Tết và thay mặt cho quý mạnh thường quân là một chị giấu tên ở Mỹ đó gửi phần quà cho bà Chính, là một bà cụ bán rau hàng ngày phải bà cụ bán bà Chính là một bà cụ trước đây từng bán gạo và để nuôi một người cháu của mình sau một tai nạn giao thông thì gần như là nằm hoàn toàn bất động và phải trị liệu bằng một cái chiếc gồng gọc tự chế. Cũng như Bùi Hồ đã nói rằng là nếu như mà có quý mạnh thường quân ủng hộ cho hoàn cảnh của bà thì Bùi Hồ sẽ nhận và sẽ trao, vì đâu đó rằng trong một gia đình hai người nhưng bà thì lớn tuổi rồi, anh thì không có lao động được, hàng ngày chỉ quạt quạt với vài tờ giấy số và để tiếp sức thêm cho bà một cái Tết cho nó đầm ấm hơn. Và cũng như là thay mặt chú quý mạnh thường quân, đó là một chị giấu tên ở Mỹ đó, gửi cho bà những cái lốc sữa, hai cái lốc sữa, hai cái chai dầu và một phần hiện kim. Và hiện kim là bao nhiêu thì mời cô bác quý chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Đối với trường hợp của bà Chính đó, thì cũng như là anh Lâm thì đây là một trường hợp mà phải nói rằng Bùi Hồ đã quay trở lại đây rất là nhiều lần. Nếu như mà nói quay trở lại đây từ thời điểm ban đầu đến bây giờ thì khoảng gần 10 lần cô bác quý anh chị, từ tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân cũng như là dịp Tết này đến đây để mang một hơi ấm nào đó cho bà, để cho cũng như là anh Lâm có thêm một cái động lực sống ha. Và nếu như mà cô bác quý anh chị lần đầu tiên mà xem kênh của Bùi Hồ đó thì cô bác quý anh chị sẽ ngỡ ngàng rằng không ngờ một thanh niên bị một tai nạn giao thông cách đây mười mấy năm với một cái chiếc gồng gọc tự chế anh đã có thể cứu sống được bản thân mình. Và hiện nay thì anh cũng đi bán vé số, không biết gần Tết này thì anh như thế nào hả cô bác anh chị? Mời cô bác anh chị cùng vô đây. Đây là anh Lâm. Chào anh Lâm. Chưa đầy trong vòng một tháng là như là Bùi Hồ đã quay lại 3 lần rồi. Đúng không bà Chính? Đúng không anh Lâm? Dạ. Khoảng 1 tháng hả? Nay có bán số không anh? Có. Dạ hả? Nay bán được nhiêu tờ? 70 tờ hả? Em để đây hả? Tại lúc rồi sắp tăng lên 14 á. Giá Tết á. Là sao? Một sắp là 12, thường thường là giờ Tết thì tăng lên 14. 14 thì năm sắp thì nó lên 70. À, có nghĩa là thường là một block cái vé số á là chỉ có 12 tờ thôi. Dạ đúng rồi. 12 tờ giống số giống nhau. Tuy nhiên ngày Tết này thì lại tăng lên là 14 tờ. Bà Chính đang chuẩn bị à. Sáng nay anh có tập chưa? Dạ. Sáng nay có tập liệu chưa? Nãy đang tập anh điện gửi ra. Thôi về tập đi. Gửi ra mới nghe điện thoại được. Thôi về tập đi ông ơi. Nếu muốn tập thì tập khúc trên thôi chứ. Khúc trên thôi. À, tại khúc dưới bận quá vô nữa. Ừ. Không. Dạ. Cứ tập đi. Chắc để Chính nó thay đồ. Dạ. Và mọi thứ việc mà tập liệu cho anh Lâm, cô bác anh chị là phải nhờ sự giúp đỡ của cô Chính. Tại vì ba với mẹ anh Lâm thì cũng đã ba thì mất rồi, còn mẹ thì đã chia tay ba từ đó giờ cũng mười mấy năm rồi. Anh Lâm sống nhờ cái gồng gọc tự chế như thế này, và chiếc gồng gọc này được anh Lâm thiết kế ra lý do là tập trị liệu ở ngoài á thì rất là nhiều tiền, một lần tập thì cũng khoảng hơn 100, mà anh Lâm thì lúc đó kinh tế khó khăn không có lao động được, mà để cứu sống được bản thân của mình anh Lâm lại nghĩ ra một cái chiếc gồng gọc như thế này. Đây là những cái sợi dây lủng lẳng này cô bác anh chị, đây là những cái sợi dây mà được thắt vào đeo vào cái tay của anh á, rồi chân của anh, và thậm chí là nâng cái phần cơ thể của anh lên để cho máu nó lưu thông cho nó đều đó. Thì anh sử dụng những cái dây gồng gọc như thế này, và để cái dây gồng gọc này hoạt động được á thì cơ cấu hoạt động nó đây có, ở đây có một cái motor nè cô bác anh chị thấy không, và ở đằng kia có một công tắc nữa, ở dưới này là có những cái dây xích chuyền của những cái bánh găng của những cái chiếc xe gắn máy đúng không anh Lâm? Đúng, đúng. Đó, và để làm được cái này nó phải có nhiều yếu tố, từ việc là lúc mà suy nghĩ ý tưởng á là anh Lâm làm là ba của anh Lâm,
và để vận động được, hoạt động được thì nhờ sự giúp đỡ của cô Chính đó. Và cô bác anh chị biết không, khi mà nâng anh Lâm lên để trên một cái chiếc xe mà để di chuyển để đi á, cực kỳ khó luôn, cực kỳ khó và cực kỳ phải nói là không biết thì anh Lâm á, vì cố gắng thì sao mình không có thấy ảnh gương mặt của anh không có biểu cảm đâu, nhưng mà cô bác anh chị biết những cái sợi này nè đeo vô mình của mình á, mà cẩu nguyên một cái cơ thể lên thì rất là đau. Anh có đau không anh Lâm? Không có cảm giác, nhưng mà nó siết thì hơi khó thở rồi vậy đó. Ừ. Nó hơi mệt, lên nó hơi mệt chút. Hồi đó lên bằng cái ba lan ấy, kéo hơi chậm ấy, nó xuống núi lắm, lên xuống nó đuối lắm. Rồi sau này dắt được cái tời nữa. Không có gồng gọc thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ không có thấy được hình ảnh của anh Lâm ngày nay, đúng anh Lâm? Không có gồng gọc thì rất nguy hiểm. Đây có gồng gọc, máu nó lưu thông á. Và coi rút hết à, không có. Anh Lâm là không có gia đình nha. Ngày xưa là anh Lâm ảnh lúc đó là ra trường rồi. Anh đậu xe trên một cái chiếc đậu chiếc xe gắn máy của mình á, trên một cái vỉa hè. Rồi sau đó là một cái chiếc xe tải nó đâm vô ảnh luôn. Rồi ảnh nằm bất động luôn đến thời điểm. Nhưng mà thời gian sau cũng nhờ cái ý chí của anh á, mà anh suy nghĩ ra như thế này nè. Hả? Một cái nghị lực sống mà cô bác quý anh chị phải nói là phi thường. Có những cái câu chuyện á, cuối năm rồi để kể cho nhau nghe. Rồi nhiều nhà hảo tâm ra chung tay góp sức vô chứ. Dạ, có những cái câu chuyện mà mọi người vì một cái chuyện gì đó suy nghĩ một cách tiêu cực để tìm kết thúc một cái cuộc đời của mình, thì xem đoạn clip này, cô bác của anh chị sẽ có một cái động lực sống nhiều hơn. Vì đâu đó gần với cơ thể của anh Lâm á, và sự giúp đỡ của bờ chính, anh Lâm đã chiến đấu với lại ý chí của mình, chiến đấu với lại giành lại sự sống để mà đến thời điểm bây giờ luôn. Mười mấy năm rồi anh Lâm? Tháng 3 năm sau là 16. 16 năm rồi cô bác của anh chị. 16 năm rồi nằm trên cái giường như thế này. Bà Chính ơi, bà Chính đi đâu rồi anh Lâm? Chính ơi, sáng anh ăn gì chưa? Mới ăn được chút. Mới ăn được chút thôi. Vậy hả? À. Tắm rồi hay gì anh Lâm? Sáng ra là cô Chính vệ sinh rồi mới đi bán. Mọi việc á, từ cái việc mà vệ sinh nè, đút anh Lâm ăn nè. Có đút anh Lâm ăn nữa đúng không? Đúng rồi. Đút anh Lâm ăn nè, vệ sinh cho anh Lâm nè, nâng anh Lâm lên cái máy, lên máy để tập, lên cái máy để tập nè, là hoàn toàn một tay cô Chính. Cô Chính nói như thế này nè, nếu như mà cô lo nhất á, là sau này trăm tuổi già thì ai sẽ là người lo cho anh Lâm, cô bác anh chị? Tại vì đâu đó gần thì cô Chính cũng rất là lớn tuổi rồi. Anh Lâm thì 40, Tết này 44 anh Lâm. 44, tuổi ta đúng rồi. 44, còn cô Chính thì năm nay là 70... 81 rồi. Ồ, 81 à? Yeah. Ồ. Bà ngoại của Bùi Hồ chỉ mới có 84 thôi, mà giờ yếu lắm. Còn bà Chính, cô Chính thì bây giờ khỏe. Cũng hơi quên quên rồi á. Cô Chính làm gì á? Thôi con không uống nước, con không uống nước. Con có nước trên xe rồi. Cho con mượn cái ghế cho cô Chính ngồi đi. Rồi cô Chính đeo vô cho anh Lâm tập cái đi cô Chính. Chắc không mấy tay thôi chứ. Mấy hai tay luôn đi. Để cái ghế kia rồi. Dạ, cái này con để lên nè. Đây là những ngày cận Tết mà Bùi Hồ sẽ thăm lại những cái hoàn cảnh. Tuy nhiên á thì có những cái đoạn đường rất là xa, và tranh thủ làm sao để kịp cho mọi người cùng nhau Tết ha. Đây đây đây, con máy nhiều hai tay lên để anh quay. Bà Chính làm đi. Máy là so kìa, máy. Bà chừng cái mất cái máy. Một tháng rồi quay lại ba lần. Hình như là anh Lâm nhớ em thăm anh bao nhiêu lần chưa? Lúc gà nhớ rồi. Rồi bao nhiêu số rồi, nhưng mà nhiều lần lắm. Dạ. Rất là nhiều lần. Cỡ 8 lần rồi đó. Cỡ 8 lần. Bà Chính nhớ không? Không nhớ. Nhưng mà thăm rất là nhiều lần. Coi như lần chục lần trở lại á. Coi như là chục lần trở lại. Thậm chí là sau khi xem được đoạn clip Bùi Hồ á, cô Chính chia sẻ là tìm đến địa chỉ của bà Chính và anh Lâm nè. Rồi tìm sao cao lên nữa, hai tay luôn.
Và chín Tết thì có tiền ăn Tết không? Cũng có, nha, người ta cho chút đỉnh cho. Cái nguồn hỗ trợ. Cái nguồn hỗ trợ đó. Để đó, chỉ xài từ từ. Mà mình cũng bán, mình mình sống hàng ngày vậy đó, chứ tiền đó thì nói chung thì cũng dành dụm. Chứ không phải là rồi. Mọi người cho rồi cứ xài tới. Nó 81 tuổi rồi đó. Bán lên, chạy cái chạy luôn đó. Móc cao mình phải mang móc rồi soi cao lên hả? Cắt mấy. Nó thấy gồng gồng hoạt động không? Nâng cỡ một người lên luôn á em. Cắt mới được, cắt nó lộn lại. Tám mươi mốt tuổi rồi. Năm nay cũng yếu từ từ rồi cháu ơi. Mình cái lỗ rồi chưa? Gì? Thì anh đang mấy cái lỗ nè. Nó xếp lại khó gỡ. Khó mấy. Thương ghê ha. Bà Chín giống như là bà Tiên vậy. Cũng dáng. Còn mình sống lâu rồi mà lo cho nó mấy cháu ơi. Rồi. Mà có ai, có người gì nào được như vậy không? Có người cố mất rồi. Có người cô nữa nhưng mà bà mất. Hai dì cháu là hai hai chị em cháu. À. Rồi đó, được rồi ha. Tập chứ. Tập chứ không? Hả? Tập chứ mấy giờ chứ hả? Dưới thầy nó cũng. Không có quái. Muốn thầy ấy cái quái vô. Chồng chồng vô thì... Hả? Giờ chồng vô thì ấy. Thôi thì... Bà Chín ngồi đi, bà Chín ngồi đây nè. Được chứ. Hôm bữa nay bà Chín là bữa nay hình như là con thấy cái lưng hơi còng xuống nhiều không? Nó ngủ rồi cái nha. Cái là ta sáng rồi thức dậy cái nó nghiêng qua không được. Nó bị không biết con trai dây chằng á. Nó giãn hay gì á. Cái bà quay qua gì không được, bữa nay là đỡ rồi hôm bà đi bác sĩ hôm qua. Bà nói không êm 15 ơi. Rồi cái tối lại và mua thuốc và uống cái nó bớt bên này. Nó làm ngay cái đường xương sống giữa nè. Nó bà ngó xuống gì cũng được đâu, bữa nay là đỡ rồi đó, uống thuốc với chích. Tại vì bà nói với Lâm là cái dây này nè, kéo cái tay mà gán gượng mà kéo cái giò nặng của nó lên đó, thì nó nặng dữ lắm, lâu ngày nó cũng như nó giãn cơ. Bà Chính bắt ghế xích lại đây nè bà Chính, dạ. Gần con nè, dạ. Cho anh Lâm anh tập đi. Ngày anh Lâm là tập mấy tiếng đó cô bác anh chị, dạ. Bà Chính ơi, dạ. Khi mà bà bệnh bà thấy cơ thể bà xuống như vậy đó thì bà lo dữ không? Lo chứ. Bà cũng dai cho trong lâu. Bà lo cho anh Lâm. Nếu bà chết sớm là làm khổ. Nên tiền bà cô giới cô quá cho. Bà để dành sau này. Ví dụ mà không có chăm sóc được thì mướn người phụ để lo cho Lâm. Chứ ở dưới trường Mỹ Linh thì người ta cũng nói nếu mà không được thì đem nó xuống dưới cho người ta nuôi dưỡng, nhưng mà bà chính không chịu. Tại vì người lạ là bao giờ mà bằng bà được chính xác về đâu. Nó cực lắm cháu ơi. Sao con hỏi tới cái bà Chính khóc? Tại bà nghĩ một ngày xa đi thì sự giúp đỡ của bà không còn lắm. Bà nghĩ ngày bà ra đi rồi là cháu bà không được như bà chăm sóc ngày hôm nay. Bà cũng nhờ là mấy nhà hảo tâm từ xa tới gần đã giúp đỡ cho Lâm từ xưa tới giờ rất là nhiều. Nên cuộc sống của Lâm á ngày hôm nay đã tiến bộ nhiều hơn
khi mà gặp nạn lúc ban đầu, bà tưởng là cháu đã chết. Bà nhờ hảo tâm ở nước ngoài hoặc ở trong nước từ xa tới gần rất là nhiệt tình giúp cho Lâm rất nhiều. Nếu mà cuộc sống Lâm không có số tiền đó thì bà Chính không lo nổi cho Lâm. Hình như Lâm khóc hay gì bà Chính? Bà nuôi nó bà cũng không dám nói gì cho nó buồn nữa cháu ơi. Đi Giang. Con ngồi kế bà Chính tí xíu. Tâm bà thì bà tính nhưng mà bà qua đây nói chung bà không có cho nó biết nhiều đâu. Qua đây nè bà Chính. À. Qua bên đó. Bà ngồi đây nè. Lần này giờ là gần 10 lần. Bùi Hồ quay trở lại thăm. Nhưng gần dịp cận Tết như thế này, mọi người đều bộn bề với công việc chuẩn bị cho không khí Tết. Thì đâu đó bắt được rằng bà Chính là khóc. Khóc vì bà sợ rằng một ngày nào đó sức khỏe của bà không đủ, hoặc là bà cũng không còn sức lao động. Nên bà bà khóc không cô bác anh chị. Sợ nhất là không ai lo cho anh Lâm đúng không bà Chính? Đúng rồi bà. Bữa đó tối ngủ sáng được dậy là lại tê cái cổ là tự nhiên cái muốn khóc à? Cái bà mới nói với Lâm ơi, sao mà tập tới được Lâm ơi, bây giờ cái tay bà kéo cho cháu ngoài bây giờ nó giãn cơ rồi, không có còn được nữa. Giờ để đi chết mới được, không đi chết nó thì nó liệt rồi làm sao mà làm được. Rồi bà mới đi chết, Lâm nói thì bà muốn đi thì bà đi đi. Rồi bà mới đi, nó nói nếu mà bà trong mình mà thấy khác thường nhiều thì con nghỉ bán cái số. Nói thôi đi, cháu gán bán đi, bà cũng gán cho cháu lây lớp. Qua ngày chừng nào mà kết thúc mà quá mức thì bà nghỉ, thì con hả nghỉ. Đó. Nhưng mà con muốn hỏi bà Chính nè. Vì đâu bà Chính lại có một cái động lực mạnh mẽ mà để chăm sóc anh Lâm như vậy? Tại vì bà thấy cha mẹ nó bỏ nó hồi nhỏ, bà đã lo cho nó và nó cũng là ngoan, một đứa nó cháu ngoan, nó ăn học thành tài, bà động viên nó rất là nhiều, nó ăn học thành tài. Khi mà ra trường nó tìm được việc làm nó mới về nó nói với bà, con rất là mừng con tìm được việc làm trên thành phố, lương cũng cao, để rồi con dành dụm cất lại ngôi nhà cho bà ở cho khang trang, chứ bây giờ nó muốn sập rồi đi mừng không. Rồi bà cũng rất là mừng. Không bao lâu thì cháu đã bị tai nạn, chút xuống cho Lâm. Bà nuôi Lâm để mục đích là bà cố kiên trì để động viên cái tinh thần của bà cho lo chăm sóc cho Lâm. Và bà không bao giờ mà nói gì cho Lâm buồn hết trơn. Bà chỉ nói là gán tập đi Lâm ơi, đi ra đường bán vé số cho nó thoải mái. Đó, mỗi khi mà bán ế là bà xách vé bà chạy cho nó. Mà có khi nó thấy bà mệt mỏi thì nó nói thôi để con đi nữa. Có những cái nỗi buồn, có những cái suy nghĩ lo lắng về sức khỏe của mình. Và bà Chính giấu cái đó hết, không dám nói cho anh Lâm. Chỉ động viên cho anh Lâm thôi đúng không bà Chính? Đúng rồi. Có nghĩa là sức khỏe của bà Chính mà có vấn đề đó. Nó khi mà nó không đến nỗi mà liên quan đến cái cử động của bà Chính thì bà Chính cũng không bao giờ dám nói cho anh Lâm. Đúng rồi. Có những ngày nào mà bà Chính cảm thấy rất là mệt và không ngồi dậy nổi nữa, nhưng mà bà Chính cố gắng không? Cũng cố gắng rồi xuống, nhưng mà nói với nó, nói bữa nay là cái tuần não của bà nó quay, bà chóng mặt quá rồi Lâm ơi. Thì bây giờ là bà Chính là chỉ lao cho Lâm. Bà Chính đứng lên qua cho sạch sẽ. Rồi bà Chính. Lao cho Lâm cho sạch sẽ rồi là lao rồi bà Chính không có lao nữa được cho Lâm. Lâm nằm đừng nghỉ đi. Bà Chính năm nay, ngày nay bà Chính bệnh nhiều rồi. Rồi bà Chính chuẩn bị gì để đón Tết chưa?
Rồi chưa, cháu chưa có mua gì cho. Chưa mua gì dạ. Hết. Bông thì có người ta hứa, người ta đem lại người ta cho ở dưới trường Mỹ Linh. Rồi dạ. Tết thì dạ. bà chính thường chuẩn bị gì cho bà, cho gia đình mình? Bà ở nhà thì bà mua vài ký thịt bà kho. Bà kho để cúng đó, nhưng mà con của bà chính về thì bà chính kêu là thôi làm gọn thôi để đón rước ông bà. À, chưa cả dây dưa hấu rồi mua 3-4 trái để cúng mấy ngày Tết đó chắc. Tết của mọi người sẽ đón con cháu về sum vầy. Dạ. Sẽ trang trí cho nhà mình thêm rực rỡ. Và thậm chí là có thể là mọi người có điều kiện hơn tí xíu thì gia đình cùng nhau đi du lịch. Nhưng dạ. Mười mấy năm qua rồi, cái Tết của bà Chính và anh Lâm nó vẫn lặng lặng như vậy. Cái không khí Tết đơn giản là chỉ mong rằng á, làm sao cho bà cháu cùng bước qua một cái Tết nó bình an thôi là đủ rồi. Dạ. Không cần gì cao sang cả, không cần nhiều bánh mứt, cũng không dạ. cần quá ồn ào. Nhưng cái Tết của anh Lâm á, đó là có được bà Chính nè. Dạ. Khi có được bà Chính là một cái là một người bà hết sức tuyệt vời. Và thậm chí đối với anh Lâm á, bà Chính là một cái Tết rồi. Khi mà nghe bà Chính khóc á, anh Lâm lại bùi ngùi, xúc động lặng lẽ mà tự lấy tay quẹt vô khóe mắt của mình. Còn đâu đó gần Tết rồi bà Chính lại chỉ muốn im mắng sao mà cho cháu của mình á cảm nhận được không khí Tết, còn nỗi đau của bà gác lại. Đúng không anh Lâm? Mười mấy năm qua bà Chính nói với anh là phải là cái Tết không? Đúng không? Đúng không? Tại vì Tết là niềm vui mà, là xuân vầy. Thì mười mấy năm qua bà Chính gác hết tất cả mọi việc và để ở nhà để chăm lo cho anh Lâm thôi, không đi đâu cả. Nhưng mà duyên nghiệp, duyên phận của mọi người mình không bao giờ biết được. Và Bùi Hồ có nói một cái câu á, bà Chính giống như là bà tiên của anh Lâm vậy. Vì không có bà Chính thì là ca này không có anh Lâm của mười mấy năm nay mà mọi người biết đến đâu. Cũng mong rằng á, thường nói một câu là chỉ mong rằng có một phép màu nào đó đến với anh Lâm, để khi mà bà Chính gần trăm tuổi già rồi, anh Lâm sẽ có chỗ để nương tựa, hoặc là có thể ai đó gánh vác cái phần này thay cho bà Chính. Vì đến thời điểm bây giờ 80 mấy tuổi rồi, quá mệt mỏi rồi. Người ta sẽ 80 mấy tuổi qua đối với bà Chính được nghỉ ngơi, được phụng dưỡng. Còn bà Chính vẫn lùi hụi, có mình ơn nè. Đúng không bà Chính? Đau lắm. Nhưng mà đây là lại mà là một trong những cái nghị lực sống và cái tình yêu thương của người bà dành cho người cháu của mình. Tuyệt vời. Đúng không cô bác có gì? Đôi khi nó không cần gì cao sang, chỉ cần hai chữ tình thương thôi. Lo cho nó đến nỗi mà má của chồng bà ở bên chồng Tết bà cũng không có về được luôn. Bây giờ bà chạy xe đạp coi như yếu lắm rồi. Có lúc nó quay té. Anh Lâm ơi, em hỏi thử nha. Nếu như cho anh sống ở trong cái nơi giàu sang phú quý mà người ta không có lo cho anh như bà Chính, thì với lại sống một cái cảnh mà khổ như bà Chính, thì anh sẽ chọn cái nào? Hả? Chọn cái nơi không có tình cảm thôi. Chọn tình cảm thôi, chỉ chọn cái nơi hạnh phúc thôi. Thì sao không chịu sống trong tiền bạc, có cho người ta nuôi? Không chịu đâu. Người ta cũng tính nuôi nó mà nó không chịu. Ở dưới trường Mê Linh. Tiền nó bạc lắm. Tiền mà biết sử dụng thì như tiên, mà biết sử dụng thì như tiên, mà không biết sử dụng thì ác như ma quỷ hả? Đúng không? Đúng rồi. Em thấy bà Chính sao? Tuyệt vời không? Khóc rồi đúng không bà Chính? Anh Lâm khóc rồi đúng không? Đúng rồi. Tại bà nói nó nghe nó đúng rồi, nó gặp cảm động rồi. Tết không cần bánh gói bánh tét, không cần bánh chưng bánh dày, chỉ cần cháu mình khỏe là được rồi. Ta cho nhá, hậu tiêu tập tỏ thành phố mới cho bà. Dạ, bà Chính ơi, bà Chính, hôm nay con đến đây thăm bà, ngoài cái phần hiện kim á, thì con sẽ gửi cho bà thím này. Đây là phần sữa Ensure, giúp cho người già, và hai hộp sữa, để sữa bột, cho bà hai hộp sữa này. Ha.
Đây, bà nhận giùm con hai hộp sữa. Hai hộp sữa anh Xua, bà biết pha không? Dạ biết pha rồi đúng không? Có cái muỗng á. Dạ có cái muỗng á. Rồi đây là dầu còn không? À, mới cho ăn chai nè. Còn hai chai nữa nè. Hả? Bà tha dầu này không à cháu ơi. Nhất. Dạ. Còn đây nữa nè. Không ấy là hết đâu. Ở đây là còn lại 4 triệu 9 là 200 đô nha cô bác cô chị. 1 2 3 4 4 triệu 9. Mỗi 100 đô là 2 triệu 450 ngàn đồng. Gửi luôn cho bà chính phần này. Đây là phần tất cả phần quà này là một chị giấu tên ở Mỹ. Gửi cho bà chính nói với con rằng bà chính ơi cố lên. Vì anh Lâm bà chính phải 1.000 tuổi chứ không phải 100 tuổi nữa. Cảm ơn cô đó nhà. Chị rồi kì, chị giấu tên có gửi cho 200 đô rồi, lần này gửi hơn 200 đô nữa. Con gì của ông không, chị này chị giấu tên ở Mỹ riêng. Dạ. Vì nhận được phần quà này thì đại diện cho gia đình là xin cảm ơn cô, giấu tên giờ không biết làm sao mà nói. Thì xin thành thật chúc gia đình cô Tết này được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và ăn Tết vui vẻ. Dạ. Chị đang ở Mỹ á. May mắn. Rồi chị ở Mỹ giấu tên á, chị cũng xin cảm ơn. Có một cái chú cun con đang đây. Mina. Mina. Cái tên đây Mina. Lấy cây roi nè, lấy cây roi. Rồi. Dạ. À, cũng mong rằng á những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Và con tin tưởng rằng ơn trên sẽ nhìn thấy được cái tâm của bà chính và nỗi đau khổ chịu đựng mấy mươi năm qua của mười mấy năm qua của anh Lâm, và cũng độ cho bà chính luôn có sức khỏe dồi dào và anh Lâm cũng sẽ mau chóng bình phục, và ít ra thì cũng có thể là tự mong sao một năm sau quay trở lại nhìn màu có sự nào đó thay đổi hơn so với thời điểm bây giờ. Còn con á thì chúc bà chính luôn có sức khỏe dồi dào ha. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành một chị giấu tên ở Mỹ gửi cho phần quà gồm có hiện kim là 200 USD, hai chai dầu, hai hộp sữa Ensure này uống chắc tới 2-3 năm luôn á. Lâu lắm, sữa hộp bự quá. Dạ. Còn bây giờ thì bây giờ cái máy nó hơi rung lắc tại vì cái con cuốn nó lại. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bé, cô bác anh chị ở video clip sau. Và video clip những ngày cận Tết như thế này là một thông điệp cuối năm để cho cô bác anh chị có thêm động lực sống, để lấy tinh thần để đón một cái năm mới, năm 2024 tràn đầy ấm áp và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị. Cô chính cũng xin thành thật cảm ơn hai cháu đã có lòng dẫn nhà hảo tâm đến đây, chứ nếu mà không có thì làm sao mà người ta gặp được. Nên là cô cầu chúc hai cháu được dồi dào sức khỏe, là mạnh tiến trên đường cứu giúp bà con trong nước cũng như ngoài nước được tiến mạnh lên. Dạ. Đây là cái chị giấu tên là vừa rồi cũng có gửi cho bà chính 200 đô nữa đó. Chắc cổ rồi, thôi cổ giấu tên rồi cho biết mình nói. Thôi bây giờ chỉ cảm ơn cô giấu tên đi. Dạ. Đó. Thôi bây giờ bye bye bà chính ha. Bye bye anh Lâm nha. Thôi chúc năm mới ha cháu, dồi dào sức khỏe nha, gia đình gặp nhiều may mắn. Dạ.